nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em, thì em nói em yêu tiền. Tiền là thiêng liêng, chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nhé, em chọn tiền nhé. À, xin chào anh em nhé. À, clip này thì tiếp tục test những cái dòng cục đẩy bãi. Thì ngày hôm nay thì có làm video clip thông báo những cái sản phẩm, những chiếc cục đẩy bãi hai kênh về thì được rất nhiều anh em ủng hộ nhé. Và hiện tại thì đang test những chiếc cục đẩy này, chuẩn bị gửi lên đường cho anh em. Đã chốt được hai con cho anh em nhé. Và hàng này rất là đẹp cho anh em. Với cái thương hiệu này là thương hiệu STC Pro và cái mã của nó là MA24. Dòng này thì đang sở hữu cho anh em cùng các bác là 16 sò sắt và 16 sò than. Dòng này thì đối với sò sắt ấy, thì anh em đã biết rồi, những cái thương hiệu lớn của nó thì anh em sử dụng thì anh em có thể đánh 8 đến 10 tiếng thì cái bản chất của nó vẫn không thay đổi nhá. Và tiếng của nó cực là bền, bền tiếng và sáng tiếng. Và khi nó kết hợp với sò than thì nó đưa toàn giải, giải bát trung chét đều đều. Thì ngày hôm nay trong video clip này sẽ test những cái sản phẩm lên đường cho anh em, cũng như là nếu anh em có nhu cầu mua dọc đuổi bãi bên cửa hàng thì anh em có thể tham khảo giá, cũng như là chúng ta vào kênh tua lại những cái sản phẩm, những cái video thường xuyên của bên kênh tôi đăng tải lên. Thì anh em thấy những mẫu nào ưng thì anh em có thể chốt luôn. Thì bên tôi là chuyên cung cấp cho các bác những cái dòng cục đẩy công suất nhé, từ cái dòng cục đẩy bãi hai kênh lẫn nhiều kênh, để trong cái phân khúc gia đình này, trong phân khúc tầm trung và tầm sự kiện thì đều có cho anh em. Thì clip này thì có test cho anh Phương. Với chiếc cục đẩy này thì cũng thông báo cho anh em là giá của nó là 5.500.000, đã bao phí ship cho anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì có test cho anh Phương, anh có địa chỉ ở Long Thành, Đồng Nai, và anh đã cọc của bên cửa hàng là 500.000. Thì thu tiền của anh là 5 triệu đồng nhé. Và nếu anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ đặt hàng tới số máy 0396855 89, địa chỉ cửa hàng An Lạc, Chí Linh, Hải Dương nhé. Và một chiếc cục đẩy thì có bác khách thì bác cái gửi xe cho bác trong ngày, thì hiện tại là buổi chiều nay không có xe thì sẽ buổi sáng mai sẽ test cho bác ở trên Hà Nội. Thì với các bác nào ở gần các tỉnh Hải Phòng này, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, những cái lân cận ở vùng phía Bắc thì bên cửa hàng sẽ sắp xếp bố trí được xe để gửi cho anh em có thể lấy được trong ngày nhé. Và nếu anh em chưa đăng ký kênh của bên cửa hàng thì anh em nhớ nút đăng ký kênh, nhấn nút like để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất nhé. Và anh em nhớ nhấn vào quả chuông ở góc phải màn hình nhé. Thì cái nhấn vào quả chuông ấy, thì bất cứ một cái video nào của bên cửa hàng khi đăng tải lên cho anh em thì anh em sẽ là những người đầu tiên được đón nhận những cái video mới đó nhé. Con này thì nó có thương hiệu của Mỹ rồi, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Con này thì thương hiệu của USA này. Đấy, USA. Anh em có thể nhìn thấy thương hiệu của USA. Và con này có chế độ đầy đủ, có chế độ đánh cho anh em. Từ chập kênh đầy đủ luôn. Hàng thì phải nói là rất là đẹp cho anh em. Hàng là đẹp tới trên 90%, thậm chí còn rất là đẹp luôn. Tụ của nó thì rất là phẳng luôn. Với cái dòng sò sắt này thì nó có bản, đây là bản full của nó nhá. Nhiều con sò sắt thì nó rất là ít linh kiện bên trong và nó thiết kế rất là sơ sài. Với các thương hiệu lớn thì nó làm rất là hoàn thiện. Từ dòng quạt gió này, main công suất này, và từ những cái con ốc nhá anh em nhá, nó làm rất là khôn luôn. Con này thì nó có bù áp cả sò than luôn, sò Toshiba. Dạy cho anh em 16 sò sắt của Mexico, sò MG nhá, MG của Mexico, hãng sò xịn rồi. Thì clip này thông báo những cái sản phẩm test nhạc cho anh em lên đường, cũng như là có những cái video để giới thiệu cho anh em những cái phân khúc này thì anh em có thể đánh được hai cặp loa bass 40 của 16 cũng như 30 của 16 nhé. Tiếng đánh con này cực kỳ hay và tiếng rất là căng luôn. Thì giá thành con này thì báo lại để cho anh em có thể tham khảo trước khi mua hàng, nên có giá rất tốt cho anh em.
giá 5.500.000 và những chiếc cục đẩy nó vuông thành sát cạnh đẹp từ hình thức bề ngoài lẫn nội thất bên trong này. Thì chắc chắn một điều là anh em bỏ ra với mức tiền rất là nhỏ như vậy nha anh em, đổi lại anh em đã mua về những chiếc cục đẩy rất là tốt cho anh em. Và đẩy bãi và đẩy công suất nó là một trong những cái yếu tố để quyết định cuối cùng cái công suất cũng như là cái chất âm. Đấy, nó quyết định khoảng 50% nhé, bộ karaoke gia đình. Thì anh em nêu lưu tâm khi mua những cái sản phẩm đẩy vãi hoặc là đẩy công suất nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bác khách hàng cùng toàn thể anh em đã theo dõi những video của bên cửa hàng. Anh em nhấn nút like, đăng ký kênh và anh em có nhu cầu chốt đơn thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy 0396 855 899. Hẹn lại anh em trong video tiếp theo nhé.